Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện được các bạn bình luận nhiều nhất nhé. Vấn đề mà các ông bố bà mẹ thường gặp phải khi có hai đứa con trở lên chính là làm sao để chúng đều nhận được tình yêu thương như nhau. Có rất nhiều trường hợp bố mẹ chỉ quan tâm đến một đứa, khiến đứa còn lại tủi thân, sinh ra ganh ghét đố kỵ. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, chị sẽ cảm thấy như thế nào? Hãy cùng tớ theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Chúng mình cùng với lớp thôi nào. Tập phim Anh hai cũng cần được yêu thương. Trên xe buýt tan học, sắp đến nhà nên cô giáo gọi Jin, nhưng cậu ấy không trả lời, cứ thẫn thờ, áp mặt vào kính. Hôm nay ở trường cậu ấy cũng rất lạ, có chuyện gì thế nhỉ? Các bạn bảo, Jin đang cố làm ngơ ngôi nhà của mình. Từ khi có em bé, bố mẹ chẳng để tâm tới cậu nữa. Đúng là vấn đề muôn thuở trong gia đình đông con mà. Cô giáo động viên Jin, em đừng lo, bố mẹ không bao giờ quên em đâu. À đúng rồi, hãy cho cả nhà xem bức tranh hôm nay Jin đã vẽ nhé. Jin nhìn cô với ánh mắt dò xét. Tối nay cô đi hẹn hò nên tâm trạng mới tốt như vậy đúng không? Cả lớp cũng thấy thế, chứ không phải mình Jin đâu nha. Mẹ vẫn đứng đó Jin như mọi ngày. Xe vừa rời đi, cậu rưng rưng nước mắt. Mẹ nghe thấy Hima khóc nên chạy vô. Jin chưa kịp ôm mẹ đã đâm đầu vào tường. Cậu mệt mỏi bước vào nhà. Mẹ liền hỏi Jin đã súc miệng, rửa tay chưa. Mẹ cứ thấy quá Jin mà làm ngơ bức tranh cậu đang muốn khoe. Jin buồn lắm, vừa lột tủ lạnh vừa than thở. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết Hima qua đi thôi. Nước ngọt, đồ nhắm đã có. Jin tuôn hết muộn phiền trong đầu ra. Hôm nay mình phải uống thật say mới được. Bị mẹ phát hiện nên lại ăn đòn. Lúc bố đi làm về, Jin chạy ra đón Himawari. Thì bố lại chạy vô ôm hôn Hima. Bố ơi, còn con thì sao ạ? Jin bực bội, chả thèm nói chuyện nữa. Mẹ thấy hôm nay Jin hành động rất lạ. Bố nó xem dạy dỗ lại đi. Bố ngồi xuống, gọi Jin ra nói chuyện. Jin cứ đứng ăn, không đáp lời. Bố càng nói, Jin càng làm trò. Shindosuke! Jin bỏ chạy, bố đuổi theo ngay. Mẹ bất lực rồi, thằng con mình hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Trần mẹ nhìn bức tranh của Jin rồi giật mình, lập tức chạy ra cho bố xem. Cậu đã vẽ cả gia đình hạnh phúc bên nhau, đó là điều mà Jin luôn mong ước. Cả hai đã nhận ra lỗi sai của mình. Từ khi có Himawari, thời gian họ dành cho Shindosuke càng ít dần. Thôi chết, có khi nào cô cậu bỏ nhà ra đi không? Bố mẹ lập tức đi tìm, dặn Bạch Tuyết ở nhà trông Hima. Bỗng nghe thấy Hima khóc lớn, Oninchan đứng nhìn một lúc rồi mặc kệ, bảo bố mẹ về mà dỗ ấy. Cậu bỏ đi, nhưng rồi vẫn quay lại, vừa dỗ em vừa ngồi hát. Hima nín khóc thì mẹ lại nức nở, có khi phải báo cảnh sát thôi. Chợt bố thấy đôi giày của Jin nằm ngoài sân, cả hai vô cùng bất ngờ, anh hai đã thiêu thiêu ngủ bên cạnh Hima từ bao giờ. Thế là đêm đó, bố mẹ nằm bên cạnh âu yếm, trao cho con trai những nụ hôn ướt át. Đấy, tha hồ mà tận hưởng nhá, nhìn cái mặt khoái chứ kìa. Tập phim Tôi là trưởng phòng Shinosuke. Sáng nay, mẹ liên tục gọi Jin dậy kẻo muộn đi làm. Đúng rồi đấy, ông tướng giờ đã là một doanh nhân, không được ngủ quá giờ trưa đâu. Tại công ty Futaba, nhân viên Nohara chúc sếp một ngày tốt lành. Sếp lại xoa đầu em làm gì thế? Em lớn rồi ấy nhá. Còn chị Yumi xinh đẹp xoa đầu thì được. Yo, xin chào chú Kawaguchi. Bị mấy em gái từ chối hay sao mà mặt dài thế? Đâu có sếp ơi, mặt em sinh ra đã vậy mà. Yumi mang coca nóng cho trưởng phòng. Chi muốn uống cà phê, nhưng Yumi lo cho giấc ngủ của trưởng phòng lắm đó. Còn tận tình thổi coca trong nguội bớt vì sợ sếp bỏng miệng. Chú Kawaguchi có vẻ ghen tị lắm đây. Lát sau, khi Shin và Yumi đang đánh vần tài liệu, thì Kawaguchi nhận được cuộc gọi từ đối tác. Chút nữa chúng ta sẽ có cuộc hẹn với ngài Ota bên công ty thực phẩm Teleasa. Shin không hiểu lại còn làm trò, khiến chú Kawaguchi phải giải thích tận tình. Shin mới 5 tuổi, chỉ hiểu được ngôn ngữ tình yêu thôi. Đi đến đâu, Shin cũng được mọi người yêu mến. Này chú Kawaguchi, chúng ta có về trước 3 giờ chiều không nhỉ? Chắc là được ạ, trưởng phòng có cuộc hẹn nào hả? Đến công ty Teleasa, sếp Shin cứ nhảy nhót trên cái ghế sofa. Ngày đối tác Ota đây rồi. Kawaguchi rất tập trung trình bày, còn trưởng phòng Nohara thì lăn ra ngủ, gọi mãi không dậy. Thôi không sao, cậu ấy còn nhỏ quá mà. Đột nhiên Shin bật dậy. 3 giờ rồi, phải về ngay thôi. Sếp đừng lo, mới gần 2 giờ thôi ạ. Ồ, thế là đồng hồ của mình chạy nhanh quá hả? Sếp cứ yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức để về đúng giờ ạ. Nhìn họ cười mà đối tác cũng thấy vui lây. Về công ty, Shin được các chị gái thi nhau cho ăn uống. Các anh nhân viên thèm khát mà cũng không được. Ngay cả sếp tổng cũng có kẹo mút cho Shin nè. Sau 5 giờ, Shin cất đồ chuẩn bị ra về. Kawaguchi thủ thỉ, rủ sếp đi tăng ca. Ok luôn. Trời ạ, dân kinh doanh phải đến khu nhộn nhìn chứ sếp ơi. Cả hai dừng chân ở quán bar Action.
Chị chủ tiếp đón Shin nồng nhiệt lắm, chắc là cậu ta đã từng tới đây nhiều lần rồi. Shin gọi đồ uống như cũ, Kawaguchi cũng gọi theo sếp, nhưng nhiều đá hơn. Trời trời, vô quán bar mà uống sữa là sao? Mặt lại dài ra rồi, chú mới bị các em gái từ chối hả? Sao sếp cứ nói thế hoài vậy? Thấy chị chủ định làm quen Kawaguchi, Shin bơm đều vài câu, kiểu như nhìn mặt giống người vũ phu này. Senpai! Shin vừa hát vừa đi về nhà, đã về muộn thì chớ, người lại toàn mùi sữa, bị mẹ đánh cho đỏ đít luôn. Tập phim, trưởng phòng Shin đi công tác. Một buổi sáng tại nhà ga Tokyo, chú Kawaguchi đang đợi trưởng phòng Noara đến đi gặp đối tác. Sắp trễ giờ rồi mà chưa thấy đâu. May quá, Shin đây rồi. Thấy chị gái xinh, Shin lại quay đầu chạy theo. Mẹ Mise phải xử lý rồi bế cu cậu đi thẳng lên tàu. Tàu đã khởi hành, chuyến này có cả mẹ Mise đi cùng. Mẹ không thể để thằng con 5 tuổi tự sinh tồn ngoài thế giới được. Thấy chị phục vụ, Shin order pizza, cà phê trứng, thêm lý macchiato. Đấy, có mẹ cái là ngoan hẳn. Đến giờ ăn trưa, ba người cùng gọi cơm hộp. Tự dưng mẹ Mise đi theo chi, làm chú phải tốn thêm 1.200 yên. Đến nhà ga Shin Osaka, họ chuyển qua tàu trên cao. Thấy sếp Shin nhảy nhót, Kawaguchi dặn sếp hãy chú ý cẩn thận. À, được quá nhở, chú dám dạy cả sếp của mình luôn hả? Người ta nói đúng rồi còn gì nữa. Khi nhân viên góp ý thì sếp phải nghe. Đưa đôi giày cho mẹ, rồi nhảy thoải con gà mái luôn. Đang tìm địa chỉ đối tác thì thấy trung tâm thương mại treo biển sale 80%. Có thể cho mẹ Mise đi một xíu rồi về không? Thôi thôi, chú Kawaguchi không có nhiều tiền thế đâu mẹ ơi. Đã đến công ty thực phẩm Action, nghe nói quản lý ở đây là một người rất kỹ tính. Rất nhiều nhân viên sale gặp cô ta đã thất bại. Nghe giống kết quả khi chú tán mấy chị gái quá nhỉ. Chuyển qua phần chính của chuyến công tác này, cuộc họp bắt đầu với không khí căng thẳng. Kawaguchi rất tập trung phát biểu, còn sếp Shin cứ nói linh tinh nên bị mẹ cảnh cáo. Công ty Futaba rất muốn trở thành đối tác quảng bá sản phẩm của công ty Action, nên rất mong cô sẽ đồng ý ạ. Cô ấy chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm, nhưng Kawaguchi hiểu câu đó có nghĩa là họ chẳng hứng thú gì với đề nghị của mình. Vậy thì chúng ta phải dùng chiêu đó thôi. Kawaguchi nói lời ngon ngọt, mời đối tác đi ăn tối. Nhìn mặt bà cô có vẻ không thích lắm. Mẹ Mise phản đối ngay, không thể dùng một bữa ăn để đổi lấy sự ưu ái được. Nếu tự tin vào khả năng của mình thì kiểu gì cũng sẽ thành công. Bà cô rất cảm kích trước hành động của mẹ Mise. Các công ty trước đây đều dùng tiền để mua chuộc nên họ từ chối thẳng thừng. Công ty Action sẽ ký hợp đồng với công ty Futaba ngay bây giờ. Hợp tác vui vẻ nha. Shin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà xong là tốt rồi. Bà cô mời ba người đi ăn một bữa thịnh soạn, chính là takoyaki truyền thống ngồi ở vỉa hè. Thấy Shin và Kawaguchi hơi buồn, bà cô hứa hẹn cuộc vui này vẫn chưa kết thúc đâu. Ái chà, sắp đến phần hay rồi sếp ơi. Sao lại đi săn đồ giảm giá thế này? Tập phim, trò chơi gia đình thực tế. Tại nhà Noara, đội phòng vệ đang ngắm Hima ngủ. Đáng yêu quá, muốn có em gái như Hima ghê. Nước ngọt và bánh kẹo mẹ đã chuẩn bị xong, đánh chén thôi. Các bạn cứ tự nhiên như ở nhà tớ nha, có gì tớ sẽ bảo mẹ tớ mua thêm. Hima khóc nên mẹ chạy vô. Nene hỏi tại sao em bé lại khóc nhỉ? Chắc em ấy đói nên khóc để gọi mẹ đấy. Cả đám kéo nhau đi xem Hima bù tí, là mẹ xấu hổ quá. Sao mà mẹ phải xấu hổ á? Chắc là vì bức tường đó chứ gì. Biết mẹ không thể di chuyển nên Shin được thể trêu đùa quá trớn. Cái thằng này, mẹ có thể dùng chân đấy nhá. Bây giờ bọn mình chơi trò gì các bạn ơi? Shin đề xuất vẽ tranh. Đây, tớ tạo dáng sẵn rồi nè. Nene muốn chơi trò gia đình, hợp lý đấy. Shin liền chạy vô bàn trang điểm để make up, hóa thân thành ông chồng nghiện rượu. Cô vợ Nene nhẹ nhàng khuyên chồng hãy đi tìm việc làm, không có tiền thì sẽ bị đuổi khỏi nhà trọ mất. Nene buồn lắm. Lúc chưa cưới anh tốt với em lắm mà. Em sống thế nào cũng được, nhưng còn đứa con của chúng ta thì sao đây? Đang hay thì mẹ chen vô. Mình đưa diễn cái gì mà bi đát quá vậy? Câu chuyện về người đàn ông say xỉn cứ được cô vợ xinh đẹp tài giỏi á. Có thể chọn kịch bản bình thường hơn được không? Thế thì chuyển qua câu chuyện về người chồng bạo lực đi. Shin chỉ nghĩ được thế thôi à? Xem Kazama biểu diễn đây này. Xin chào, anh là doanh nhân Kazama, vừa đi giao dịch với đối tác nước ngoài về. Cũng may là anh biết tiếng Anh đấy. Giờ thì ra ngoài ăn tối với một chút rượu vang thôi. Đám nhóc nghịch cả mặt ra, nghe mùi pha ke quá. Nhưng bố mẹ Kazama ở nhà như vậy mà. Để Nene cho các bạn biết ở nhà mình như nào nhá. Ông chồng Maso vừa đi làm về, cô vợ Nene mừng ra mặt, khoe tối nay có làm món chồng thích. Cơ mà chồng ăn tối ở ngoài rồi. Sao nghe căng thẳng quá vậy nè. Giờ tới lượt Shin nha. Hirobo vừa đi làm về, Misa Shin chạy ra chào đón, rồi ngửi xem có mùi nước hoa của gái không. Khi lục áo thì phát hiện đồ của phụ nữ, Misa Shin liền tát chồng, đánh chồng không thương tiếc. Ui, không ngờ nhà Shin lại có chuyện như thế đấy. Mẹ phải chạy ra đình chính ngay.
Thế mà thằng con lại khoe thêm vài kịch bản như bố Hiroshi về muộn hay quên mua đồ cho mẹ nè. Mẹ giật cuốn vở để đọc. Thứ ngôn ngữ gì đây trời? Đó là nhật ký khi bố đi làm về của con đấy ạ. Được rồi, mẹ tịch thu luôn. Phải bơm thêm nước ngọt về Chocobi, cụ cậu mới chịu ngoan đấy. Tối đó, mẹ ngọt ngào chào đón bố, không ngửi hay lục quần áo nữa, con chuẩn bị bữa tối rất thịnh soạn. Phóng viên núp Shinosuke thấy chả có tin gì sốt dẻo nên bỏ viết nhật ký đi ngủ luôn. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy thế nào? Hãy bình luận bên dưới để chia sẻ với tớ nhé. Chứ tớ là cười muốn bể bụng luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi lớp học truyện tranh. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.